chuyện đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước phật thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Thank you.
từ cái chỗ suy nghĩ như vậy thì lúc bây giờ mình sẽ phát triển thứ nhất là vô tình mạc quan mà phát quan thì cũng vượt ra ngoài cái tướng, nhưng mà đó là chân thật, cho nên là thấy thì
mình thấy chính xác mà người ta lại cái khi nào mà quý vị ngủ mình làm chiếc bao cho nên mình làm chiếc bao mình đi sang cái này do chú kiến tức là do cái ảo giác hiện ra nhưng mà ở trong cái giấc mơ của chúng ta rồi trở lại cái cuộc sống sớm này nó đúng y như là cái mà chúng ta thấy thì không thì cái điều này trong giấc mơ chúng ta thấy do tưởng tượng và thực tế nó giống như mình. Ví dụ như bây giờ quý vị ngủ nằm mơ thấy mình đi thi, mình đổ, mình làm quan, mình làm bị thương, mình làm gì đó nhưng mà tới khi mình tỉnh giấc dậy mình không nhưng mà trong cái lúc đó mình cũng nằm mơ mà mình thấy như vậy. Rồi cái cuộc đời mình nó sẽ dẫn mình đi đúng như là cái mình thấy. Cho nên cái khi mà đi tu thì thầy có những cái giấc mơ nhỏ mà là giấc mộng to và từ cái chỗ đó mà nó kéo dài cuộc sống ra trở thành một giấc mộng dài. Cho nên trong giấc mộng dài cả cuộc sống của mình nhưng mà cả cuộc sống của mình đây nhé xảy ra đúng như cái mà mình đã thấy được việc mình thì đấy là quả thì đó là con người tu tức là trong giấc mơ mà thấy được mình đi xuất gia mình học đạo mình thuyết pháp mình làm tất cả mình thấy tất cả những cái này đều xảy ra đúng theo những cái quy trình mà mình đã thấy được việc mình thì đây là cái này là cái con người tu của mình chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Đó là điều quan trọng cho mình. Cho nên ở trong cái vô tướng dưới đàn cho nên ta tìm được cái cảnh giới thực mà không phải là do nhé. Nên khi mà chúng ta tu mà ta nhìn chúng ta thấy Phật cái trong kim bao nên Đức Phật dạy chúng ta coi thường Phật cái là ma hiện ra và đa số là chúng ta hiểu nhưng mà trong vô tướng dưới đàn thì ta lại thấy Phật thiệt, ta tới ta gặp Phật thiệt, ta nghe Đức Phật thuyết pháp và ta ngộ được cái pháp của Đức Phật, ta tu thì cái chuyện này cái chúng ta gặp Phật và ta ngộ được và ta hành đạo ở trong cái giấc mơ này và mọi người dân là chúng ta thì cái này là người chúng ta phải thấy được. Người ta thấy được nhưng mà thực ra đó thì nó đã xảy ra đúng theo cái thấy ta cho nên cái này là vô tận cái này là cái cho nên đi vào trong một cái giới đàn như thế để chúng ta học pháp và chúng ta học pháp chúng ta tu theo pháp của Đức Phật nó khác với cái giới đàn của Đức Phật. Tại vì là hướng bên ngoài này có nghĩa là quý vị tới một cái chùa nào đó rồi xin quy y rồi xin thọ giới để mình lấy một cái chứng nhận quy y nên là tu cho nên cái này có nhưng mà đôi khi quá là không đó là tình của tự tu mà này đi vào trong cái bộ tướng giới này tức là vượt qua cái giới này hình thức này để chúng ta đi vào cái có cái phần thiền. Thì cái phần thiền này là sao? Là chúng ta đi bằng cái tâm của mình. Ta đi bằng cái tâm mình, ta thấy cái phần thiền bằng cái căn lành của mình. Cho nên những người nào có căn ngu, chính là cái căn ngu nó dẫn dắt của mình. Nó làm cho mình dẫn dắt. Thì người này nên ở ngoài hình thức thì chúng ta thấy giống như mọi người. Nhưng mà cái cách hành đạo của họ kết quả nó không thể là so sánh với nó. Từ cái chỗ giới đàn này nè, mà chúng ta mới nhận ra được Đức Phật thực. Đức Phật thực cái này là thường trú pháp thân. Cho nên thường trú pháp thân. Cho nên Đức Phật có nghĩa ta biết là có hai. Một là Đức Phật sanh diệt. Sanh diệt là ứng hóa thân. Đức Phật ứng thân chỗ này, Đức Phật ứng thân
để mà làm một số các cái việc nào đó, giáo hóa một số người nào đó, rồi chúng ta sẽ làm việc này. Đó là trên cái cuối trường khu chúng ta nhận ra. Ví dụ bây giờ có Đức Phật xuất hiện từ đất Ấn Độ trong cái cung dòng họ Thích, tức là con vua Tịnh Tạng, rồi vị xuất gia là Vô Hành, rồi mà thành Phật thuyết pháp dạy cho người chúng ta. Thì Đức Phật này là do Đức Phật ứng hóa thân thể. Thì có người đã nghĩ Đức Phật cũng là con người, thì cái này chúng ta hiểu sai. Nếu Đức Phật là con người như bao nhiêu người khác thì tại sao những người sanh trên trái đất này đó, cả hàng tỷ người, nhưng mà không ai là Phật, chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất là Phật thôi, tất cả mọi người. Cho nên chúng ta mới nhận ra là Đức Phật không phải là một người bình thường như chúng ta ở ngoài mang sát người, nhưng mà cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên một con là gì, cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên ta nhìn con người nó nhìn bề ngoài, nhưng mà ta nhìn cái cốt lõi bên trong, bắt đầu ta nhìn cốt lõi bên trong, để ta nhận ra được Đức Phật nằm ở trong trong con người. Vì vậy cái Di Minh Châu để trong con người chúng ta tìm ra được cái Kim Minh Châu trong con người. Thì như vậy để tu trong ba cái pháp này, gọi là tam đại bi pháp này, một khoảng thời gian sau thì ta nhận ra bây giờ tôi thấy được bốn cái biểu hiện pháp liên quan này, bốn cái biểu hiện pháp liên quan này nó sẽ mở ra cho chúng ta nhìn thấy toàn cảnh của Kim Minh Châu. Ta còn gì là ta còn. Cho nên nếu mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa tâm từ 1.000 bộ đi nữa, 10.000 bộ đi nữa, nhưng mà ta không ngộ được yếu chỉ này thì có nên đó là trên mức được. Cái gì nhận ra là gì? Cái đầu tiên là nhận ra được cái vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa sư định. Thế là vô lượng nghĩa kinh là gì? Là liên quan. Và vô lượng nghĩa sư định là gì mà nên trong con người ta kết hợp hai, hai kết hợp được phần hai cái này thì bảo là người đó họ thì liên quan và vô lượng liên quan trọng. Cái kinh pháp hoa chỉ có trong cái con người mà mang cái đặc tính này, cái đặc tính liên quan. Thường người ta bảo đi qua là hoa sen, đừng nhiễm hoa sen, hoa sen mọc lên trong cùng. Nhưng mà lại là có một cái gương sen, đây là cái đặc thù của hoa sen. Hoa sen là như thế. Cái con người chúng ta đây tu cho kinh Pháp Hoa có cái đặc thù của hoa sen này, đó là gì? Cái tinh thứ nhất này chúng ta gọi là tinh vô nhiễm. Ta sống như một người bình thường, nhưng mà không bình thường như nào, tức là ta phải là một tu tu đạo. Rồi bên trên con người cho nên hoa sen. Vì vậy á, và cái liên quan là chọn cái bộ vô lượng nghĩa kinh, mà vô lượng nghĩa kinh là chọn 49 năm chứ pháp phương tiện người Phật. Thế nên 49 năm thuyết pháp của Đức Phật nhằm mục tiêu gì? Chúng ta thấy không? Tức là xây dựng cho được một con người trên thế gian này là con người đạo đức, con người trí thức và con người có lợi. Cho nên bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta đã thực hiện ba điều kiện. Nếu ta tụng suốt đời mà chúng ta không thực hiện ba cái này thì coi như chúng ta chưa có bằng được vực. Cho nên vô lượng nghĩa kinh là ba phẩm. Phẩm thứ nhất đó, là đạo đức. Thì làm sao mình trở thành một người đạo đức thực sự được? Con người vô nhiễm thực sự được một lần. Thế là kết quả bị tha thế.
cái bậc thứ hai đó là trí tuệ. Cho nên nhìn thấy được cái sự thật của sự vật. Còn nhiều lần thì chúng ta thấy trong cái ảo giác, chúng ta thấy trong cái tham vọng, và chúng ta thấy theo cái định kiến của mình. Cho nên từ cái chỗ này mà hãy cái gì ta thích thì ta nói là tốt, và cái gì ta không thích thì ta nói là xấu. Thế là thấy theo cái tham vọng của mình, cái quan điểm này được. Vì vậy nếu mà theo cái tham vọng đó, thì tất cả mọi người ngồi đây nhìn sự vật không ai giống ai. Mỗi người thấy một cách và mỗi người chịu một cách. Bây giờ chúng ta thấy được cái sự thật của nó, cái thật tướng của nó gì? Tức là thấy được cả ba đường nhân quả. Và kinh pháp qua là gọi là tam luân. Cái là tam luân. Đầu tiên mình cũng thấy hết tất cả những hiện tượng nó trong trong trời đất trước mắt chúng ta đây. Rồi chúng ta lại truy tìm ra cái mối quan hệ giữa ba đối sự vật này trong những kiếp về trước. Trong những kiếp về trước. Cho nên những kinh pháp qua chúng ta thấy ngày ban đầu đó, cái thời mà thiện nguyện đang lên viết kinh pháp qua, thì trong lúc đó Bồ Tát Di Lặc là cầu nhân Bồ Tát, còn Bồ Tát Văn Thù đó là vị quan Bồ Tát. Tức là thấy được những cái kiếp về trước của mình và thấy được cái kiếp về trước của tất cả những người này, thấy rõ cái này. Cho nên từ trước tu cái nhân nào bây giờ kết thành cái quả nào, nên tu cái nhân nào bây giờ kết thành quả nào đấy. Tức là cái này chính xác. Cho nên ngày nay chúng ta nghèo đói, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta xấu xí, chúng ta ngu dốt, thì chắc chắn là do nhiều kiếp ở trong luân hồi sinh tử chúng ta ở trong ba đường ác nhiều hơn. Cái người mà ở trong địa ngục ngạ quỷ chúng ta thì chắc chắn sanh ra trong cuộc đời này khó mà trở thành một người thông minh. Thế này là sự thật. Cho nên có người ta đi nghe ra một lần ta thuộc thật, ta nghe ta hiểu liền. Nhưng mà có người phải đọc đi đọc lại 5-10 lần mới hiểu được. Rồi có những người là phải tu cả đời mình nè, nhiều khi mới ngộ được. Mà có những người tu suốt đời cho tới chết mình cũng chưa ngộ được đạo. Thì cái trường hợp này chúng ta biết rồi, cái nghiệp nhân từ quá khứ họ thế nào, họ bị dẫn tới cái quả. Cho nên nhìn một sự vật chúng ta thấy được bình thường. Ta có cái thắc mắc, ta có cái sợ hãi, không có lo, không có chuyện. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này cứ nghĩ mình sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, sẽ làm nọ. Nhưng mà cái này một lần là tham vọng, cái này một lần là tham vọng. Nhưng mà cái tham vọng này chỉ dẫn chúng ta tới khổ đau thôi. Còn bây giờ nhìn thấy được sự thật rồi, chúng ta biết rõ ta có thể làm được cái gì, nên ta có thể làm được cái gì. Mình cần thấy được cái chỗ đứng của mình, mình cần thấy được cái việc làm của mình, và thấy được cái mối quan hệ của mình của cuộc đời này. Mình biết được cái này rồi thì chắc chắn là thấy khổ. Tại ta biết trước hết rồi, ta không khổ. Tại vì cái tham vọng thì cái này không tới. Còn bây giờ chúng ta biết trước rồi, ta biết cái gì đây? Ta biết là trong cái kiếp trước chúng ta là ta nợ cái người này. Ta nợ cái người này. Bây giờ ta gặp họ đó, ta biết đây là một cái chủ nợ mà ta đã làm họ từ trong cái quá khứ, ta biết. Ta thấy cái này là ta cũng giải quyết theo cái kiểu mà mình chủ nợ. Hay là tất cả những cái người mà ta đã từng giáo dục họ trong quá khứ, khi ta nhận ra thì ta thấy là gì? Cho nên là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi giáo hóa, ta thấy có những cái người mà không khó giáo hóa mà được Phật giáo hóa được. Đây Đức Phật thấy rõ những người này trong những cái quá khứ đó họ quan hệ với mình như thế nào, và bây giờ đó họ
có cái cảm tình như mình như thế nào, cho nên ngày tới ngày độ được. Ví dụ như bây giờ ngày độ được ông Bạch Đà Bà La Bồ Tát và 500 vị Bồ Tát nữa, mà những người mà đã tự nhất ở trong cái đền truyền bá của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đó là 500 cái Bồ Tát này bây giờ thì hết lòng với Đức Phật, nhưng mà ở trong cái thời Phật quay vua là những người này vừa ném đá vừa nguyền rủa, vừa ném đá vừa nguyền rủa ngài. Ngài thấy rõ từ cái nhân trong quá khứ này. Khi mà ngài đổ Đề Bà Đạt Đa thì ngài nói là Đề Bà Đạt Đa trong những cái quá khứ đã từng làm tiên nhân rồi, làm tiên nhân rồi, ngài là của chẳng là biết được quá khứ. Từ trong quá khứ đó, cái mối quan hệ tốt với người này, mối quan hệ xấu với người này, thấy rõ sai lầm. Mà ta thấy rõ rồi đó, thì ta giải quyết cho việc chúng sanh nhất. Chúng ta thấy mà ta sẽ giải quyết được đi. Còn nhiều người ta thấy đó là trên cái bước đường tu chúng ta nên đi ta nhận này. Cái điều thứ ba nữa là hàng Bồ Tát Đạo là luôn luôn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không hại tất cả. Đây ta biết ở đây là kẹt trong một nhân quả rất nguy hiểm. Đây bây giờ chúng ta giết nó thì đời sau chắc chắn ta mới định mạng. Đây là cái chuyện thế đó. Ở trong luật nhân quả này không thể nào mà khác hơn được. Vì vậy đó, mà thường cái người hành đạo đúng đắn nhất, ta cứu người, ta giúp được người thì ta sẵn lòng. Nhưng mà không làm được việc này thì ta không làm cho người khác đau khổ, ta không làm cho tất cả các loài đau khổ. Nên Đức Phật nói rõ là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và vì người, đó là những mục đích. Cho nên phải có lợi ích. Tất nhiên người tu theo kinh Pháp Hoa họ có ba cái đặc tính này, cho nên ta tu ba cái đặc tính này, ta hành ba cái đặc tính này thì bây giờ cái kinh cửa Pháp Hoa mở. Thế là cuộc sống thực. Trải qua vô số kiếp ta cứ làm như vậy, đời nào sanh ra ta cũng cố gắng xây dựng mình trở thành một người đạo đức. Ta cố gắng phát triển cái hiểu biết của chúng ta và ta cố gắng làm lợi ích cho nhiều người. Mỗi một kiếp ta độ được số người thì lần hồi như vậy nhé, khi nào mà ta độ được hết tất cả những hữu duyên chúng ta, những người mà quan hệ ta đây ta độ được hết gì thì ta làm Phật thôi. Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra chúng ta tu. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa với Phật ta không phải là tụng mỗi ngày, không phải tụng mỗi ngày, phải tụng từ sáng tới chiều. Tại Đức Phật khi mà ngài tu theo kinh Pháp Hoa, ngài không có tụng bộ kinh nào hết, mà ngài chỉ có ngài thấy ai cũng sanh ra tâm cung kính, thấy ai sanh ra tâm cung kính và cũng cúng dường và cũng tán thán khen ngợi họ, chứ không chê ai hết. Thường thường của kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, chúng ta đọc trong kinh Bồ Tát. Thường thường kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, nhưng mà chỉ có thấy ai thì kính trọng lễ bái. Nhưng mà cái kính trọng lễ bái rồi đó, cái khi mà nghiệp của ngài đã sạch rồi, tức là trong lòng mình đó, đối với tất cả mọi người chỉ có cái kính trọng lễ bái. Nhưng mà khi mà anh chung thì nghe được 200 môn bài kệ Kinh Pháp Hoa của Phật Quan Như Lai từ trước, cho nên đọc tụng kinh điển mà không nghe được kinh của chư Phật nói thì đây là kinh không. Còn này không đọc tụng kinh điển mà nghe được chư Phật thuyết thì cái trường hợp này là trường hợp chúng ta tụng. Cho nên trên cái bước đường tu này chúng ta đây các Phật tử làm sao mà đi tới lễ Phật đường trong những ngày tu tư, làm sao mà nghe cái Phật thuyết pháp. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của thầy cũng lớn nghe cái nên thứ ba mình không nghe cái nên thứ ba mình
con nhiều. Vì vậy đó, mình khi mà thầy nhìn kinh thì nhìn kinh nó khác hơn. Cái này là từ trong cái bơ mà ra từ trong cái bao mà có, chứ không phải là nhóm do đạo phước mạnh. Đó là cái biểu từ thành cái bộ kinh mắt qua bộ môn ấy. Thầy nhìn cái bộ kinh này trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó là bảy phẩm ở trong đó, lấy bảy phẩm cốt lõi ở trong 28 phẩm kinh. Nhưng mà như vậy nhé, cứ mỗi một đêm nó ngủ mơ và thức dậy niệm phẩm. Cho nên này là dịch kinh không kinh ở đâu trong nghiệp vụ nên trong nghiệp vụ. Thì như vậy nhé, cái khi mà chúng ta thâm nhận được cái vô tướng như này thì chúng ta sẽ nghe được. Và từ phần thuyết pháp đó ở đây là kêu kinh của Phật và ta theo là nhờ như vậy mà chúng ta thành tựu được ba cái phẩm mà quan trọng nhất gọi là vô lượng niệm, trở thành con người trí thức, trở thành người đạo đức và con người sống trên đời này có thể được thêm nhiều người, có thể được thêm nhiều lần. Như vậy nè, ta hoàn Phật là đường hai chưa liên qua, đường hai chưa liên qua rồi đấy, thì sang một bước thứ hai nữa là ta đi sâu vào thiền định. Ta đi sâu vào thiền định, tức là cái tu của chúng ta sẽ chủ yếu đó, là phải đi vào định. Mà đi vào định nó không phải là ngồi, đa số người ta nghĩ là đi vào định có nghĩa là phải ngồi yên một chỗ, ngồi thiền, phải ngồi thiền, phải ngồi thiền để mà học định, ngồi thiền để mà học định. Cho nên ngồi thiền không phải là định, cho nên có những người ngồi nhưng mà không định. Những người mà ngồi thiền thì họ phải được đi vào định, và đi vào định thì họ lại là chứng được tất cả những cái định. Thì trong đó có cái định, những cái định quan trọng đó là gì? Ta gọi là ngũ lăng nghiêm tam muội, hay là tát la tam muội, hay là trường hợp vô biển xứ tam muội. Đây là những cái định mà ta là những người ngồi thiền nhưng mà không tác được ba cái định này nữa thì coi như không có, người ta gọi là ngũ uẩn tam muội. Nên đối tượng tu như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta làm được ba cái việc trên kia rồi, tức là trí thức, đạo đức và lợi ích vô tình rồi này, thì bây giờ nè, khi các Phật tử ngồi yên lại để đi vào định thì cái gì diễn ra? Tức là cái cảnh giới vô lượng nghĩa xứ hiện nay, tức là tất cả những cái việc tốt mà ta đã được làm được qua hướng cái này hiện nay nhé. Nên trên lúc được tu cái này ta nhận ra rất dễ. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu ngồi yên rồi sao, cái cuốn phim đời của chúng ta từ từ quay lại. Cho nên cuốn phim đời chúng ta nó quay lại, nó quay ngược ra này. Khi mà thầy bắt đầu ngồi yên ấy, thì nó quay ra lại ngược, ngược ra lại từ khi mà đi thuyết giảng chỗ này, thuyết giảng chỗ kia rồi, nhận biết được khoa phòng pháp rồi, cái thời xa xưa đi học được kinh nghiệm rồi ở phòng trường, rồi nhỏ đi xuất gia lăn lóc ở các chùa để làm cả cuốn phim nó quay lại. Nhưng mà cái cuốn phim này nó quay lại trong cái tiềm thức của mình ấy, thì nếu mà ở trong cái quá khứ này mình làm được hết tất cả các việc tốt, cái việc có lợi ích cho mọi người thương mình, mọi người quý trọng mình như thế nào đó, thì cái này nó quay lại cho mình hoàn toàn tốt, cho nên mình gọi là phát quang. Trong cái tâm nguyện mình nhận toàn là việc tốt hết, tất cả những người bạn tốt mình đã thương quen, đã giúp đỡ họ như thế nào đó, thì bây giờ ở trong cái định này mình bắt đầu thấy là họ thấy vậy tất cả những người này. Cho nên thường mình thấy như vậy thấy vui. Rồi nên những người này họ sanh trên cuộc đời này, họ sanh ở đâu, họ tên họ là gì, mình nhận được chứ. Họ sanh ở chỗ nào thì chúng ta biết họ tên đó là tiền. Đó là cái chương trình thôi. Cho nên khi mà thầy còn đi học thì có một vị thiền sư
thầy mà làm gì khi đắc đạo. Tại vì nếu như thầy đắc đạo tới tham vấn một cùng thì cũng đó là thầy có mấy nhân viên ở Việt Nam cho nên về Việt Nam đó, thì mới làm nên sự nghiệp thành viên của Bồ Đề đấy. Thì cái người này khi đã đạo họ nhận ra thấy được, họ thấy được cái tiền kiếp của họ và họ thấy được cái tiền kiếp của mình, họ thấy được mối quan hệ của mình ở chỗ nào. Thế bây giờ tất cả các phật tử khi mà mình tu lên cái tâm mình yên tĩnh một chút xíu đó thì bắt đầu phát hiện ra chứ cái mối quan hệ mình chỗ nào với ai thì mình tìm ra đó chắc chắn thôi. Còn là nếu mà cái tham vọng của mình ấy, mình thấy cái này thích mình muốn lấy mà cái này không phải là của mình thì chỉ chút quả vào thân thôi. Cho nên trên cái bước đường tu đó mình được an lành là đối với thầy thì thường thường mình tới cái cảnh chỗ nào đó mà mình nhận ra được cái cảnh của mình và tất cả những người này là những người bạn tốt của mình và người tốt của mình thì mình tới đây mình học được mình tu được. Chứ mình tới chỗ này mình gặp toàn là quan gia không đâu. Mình thấy cái chùa này lớn, thấy cái chùa này giàu, mình muốn chui vào đó để thường thường thì cái này chút quả vào thân chẳng những không được hưởng mà lại còn bị mang quà nữa đó. Cho nên cái điều này quan trọng trên bước đường hành đạo phải đi từng bước chân đi dần dần. Có những cái chùa mình tới ta mở cửa ta chào đón mình, có những cái chùa mình tới người ta làm dùng, có những chùa mình tới ta xua đuổi mình đi. Cái cách thứ nhất đó chùa tốt chùa xấu gì biết, nhưng mà đối với thầy nè thì trường hợp chỗ nào mở cửa mời đón mình dùng chỗ nào làm nhiều thì mình cũng nhận được thêm hàng này. Đây là phù hiệu quy phục của mình cho nên tu chỉ được có kết quả. Còn cái chỗ kia nó giàu có tiền nhưng mà mình vô thắm mũi mình để làm cho mình buồn, làm cho mình bực tức, làm cho mình sân hận lên thì đây tỏa nó thấy sai rồi. Cho nên khi có một chút trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra được, nhận ra những cái việc từ quá khứ mà nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại, nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy nhá, mà cái trường hợp hòa thượng Đi Tịnh khi chưa đi tu thì hòa thượng ở trên chùa Nhà Hưng ấy, nhìn ngài ấy, cái ông này là hòa thượng được trước, ông này là được trước là hòa thượng rồi cho nên bây giờ cũng sẽ đi tu và sẽ là hòa thượng thôi. Thì cái khi mà hòa thượng mới nói như vậy ấy, thì thiệt tình mà nói thì thầy cũng tin và tất cả mọi người đâu. Nhưng mà từng bước đó chúng ta thấy học và tự đi tu thiền rồi và tự làm và tự thiền rồi và tự lãnh đạo giáo hội thiền, bây giờ người ta mới tin là cái lời tiên đoán của ông Quan Thế Âm là đúng. Đây là trên bước đường tu, không hay là Quan Thế Âm đời trước cho nên sanh trên cuộc đời này tái sanh trở lại không cũng là vậy. Bây giờ trước ông đã từng tu rồi, từng học rồi cho nên bây giờ sanh ra kinh trong từ một lần đấy. Thanh Quan Thế Âm trí tuệ là phần lớn kinh đại thừa một lần. Đó là cho nên có một cái khoảng thời gian mà mình cũng học cái chùa cho nên buồn mất ở cái khoảng nhiều khoảng từ 80 đến 90, từ 80 tuổi đến 90 tuổi qua cho mình thấy được. Nhưng mà rồi đó trong khoảng thời gian không thấy được đó thì vừa từ đó đến nay là trong lúc đó mình cũng vẫn tụng kinh tụng thần. Cho nên nhờ thuộc lòng kinh rồi cho nên trong lúc nó ngồi yên lặng, ít có nói chuyện, ít tiếp xúc với ai, ngồi một mình yên lặng để mà gặp lại, nhớ lại tất cả cái kinh mà mình đã học ở trong đời này hay là thì trong lúc đó nó vẫn có tụng, vừa tụng những quan kim, vừa tụng những pháp hoa, vừa tụng những căn tụng ba bộ kinh,
không thấy được. Nhưng mà Phật tử sanh giờ tụng kinh Đại Thừa mà tới cái năm 90 tuổi đó, thì Phật tử sát mắt trở lại. Cho nên bây giờ 92 tuổi thì Phật tử nhìn thấy rất là rõ. Còn hồi dòng khoảng được 90-91 tuổi đó, thầy lên Phật tử nhìn nghe tiếng thì biết nhưng mà nhìn không ra, thấy tất cả đều hoàn cảnh. Đó là tên của Phật tử tu thành từ trước ta như thế nào và người trước thì người ta mới biết là như thế nào nên rồi. Nếu mà quyến thuộc bồ đề của chúng ta là sao, ta từng học chung với họ, ta từng giúp đỡ họ, và khi những cái kiếp trước ta từng học chung rồi, ta từng giúp đỡ rồi, thì trong kiếp này nữa khi mà gặp lại sao chúng ta dễ nghe và dễ gặp không. Cho nên là nếu mà tất cả các phụ nữ ai đã học kinh Pháp Hoa với thầy của những kiếp trước đó, thì bây giờ gặp lại thì thầy nó dễ nghe. Còn những người nào ấy mà đời trước chưa bao giờ quen biết với thầy ấy, thì đời này nhìn thấy nó xa lạ và thầy nói thì nghe nó khô khó hiểu và nó buồn ngủ luôn, thấy tay ngủ. Cho nên khi mà thầy thuyết pháp thì không có cửa hàng này, thầy mới nghe buồn ngủ mà. Và thầy vô ngồi trong giảng đường này, tức là cứ ngủ cho tới khi nào mà thầy được về hồi hướng và tỉnh ra. Bây giờ thầy thấy tán những người này vẫn ngủ. Cho nên trên cái bước đường tu hành, nếu là bạn đồng tu của ta từ trước thì cái đời này gặp lại gì thì họ nói ta hiểu, ta nói họ hiểu, cảm không có nghe. Còn thương trở lại này, thì thường ta nói thì họ hiểu ngược lại, ta nói họ hiểu ngược lại chúng ta thì cái này chắc chắn là khó. Cho nên tu theo cái pháp hoa là lấy cái thuộc bồ đề, mà biết bồ đề này là do kết duyên từ ở đâu trong quá khứ bây giờ gặp lại. Cho nên tất cả những cái người này còn nhiều là bồ đề viên thuộc của thầy trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại mặc dù nói không hay nhưng mà ta cũng rất là nghe, rất là viên thuộc. Thì như vậy là đủ ba cái điều này nè, đủ ba cái điều này nè, thì lúc bây giờ thì chúng ta đạt được phần nửa của việc chuyển hóa, ta thành ba hoàn thiện được nửa một theo cái tinh thần của môn. Còn nửa bộ còn lại là sao? Tức là thọ trì trong thiền định. Tại vì nhờ cái đạo đức của chúng ta, nhờ cái trí tuệ của chúng ta, nhờ cái việc làm lợi ích cho chúng hữu tình của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta tái sanh trên cuộc đời này, chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có cái đầu óc tương đối thông minh, và chúng ta có một số bạn bè tốt với chúng ta, thì vậy mà ta khỏi khó. Ta khỏi phải đối phó, ta có những buồn phiền, thì chính không buồn phiền, không lo âu, không phải đối phó. Thì như vậy thì tâm hồn chúng ta mới rảnh rang được. Cái tâm hồn rảnh rang này trong Phật giáo thì gọi là định, chứ phải ngồi. Hay có những người ngồi yên một chỗ nhưng mà cái đầu họ tưởng tượng đủ thứ hết, thì cái này đâu hết định. Họ có ngồi đó nhưng mà ngồi đó họ nghĩ đủ cái chuyện đó thì này khác. Hay là trường hợp họ ngồi đó mà họ nhớ cái chuyện này, nhớ chuyện kia, họ hận, họ nghĩ cách mà đi ra tù, thì cái này thì phần là tài. Cái hồn nhiên suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ những chuyện khác, cái này là tài. Còn bây giờ chúng mình đã hoàn toàn kiểm tra lại trong những kiếp quá khứ mình chỉ làm việc tốt, không được làm việc xấu gì hết. Cho nên tâm mình là yên. Cái khi mà tâm mình đã yên rồi đó, thì bây giờ chồng ngồi, hay là đứng, hay là đi, hay thậm chí nằm, thì cái trường hợp này vẫn là tình. Cho nên kinh Pháp Hoa thì ta gọi là đi cùng định, mà đứng cùng định, mà nằm cùng định, mà ngồi cùng định, mà thuyết pháp cùng định, mà ăn cùng định. Cái người mà sống trong thiền định là như thế. Sống trong thiền định là ở trong sáu cái trạng thái này mà được là ở trong định. Cho nên khi thuyết pháp trong định, tức là tâm họ hoàn toàn tạm yên,
và những cái lời nói ra phát xuất từ trong cái chân tình của họ, từ trong cái chân tình của họ, từ trong cái sâu kín trong lòng của họ, từ cái tu chứng cái chữ đạo của họ, chứ không phải là do suy nghĩ tính toán hàng ngày. Cho nên khi mà nói pháp hoa thì thường thường người ta phản phản, tức nghĩa là gì? Phát xuất từ trong lòng, phát xuất trong cái sự tu hành của mình, cái thành quả của mình nó tự phát ra. Còn bây giờ chúng ta cầm một cuốn sách và chúng ta đọc, chúng ta giải thích cái này khác rồi, hai cái này. Cho nên gọi là thuyết trong định. Thuyết trong định thì cái trường hợp này sẽ không cần, không cần sách. Rồi cái trường hợp mà ăn cái trong định của mày, mà vẫn ăn nhé, chứ mà ăn trong định là sao? Trong lúc mà ăn họ có cái tâm thân thiện là món ăn ngon quá, giờ cứ ăn thôi. Tại là bác tôi hình thảm á. Rồi thì phụ nói với thầy, là bác tôi hình thảm là một sĩ. Nhưng mà trong cái lúc đó bác ngồi bác ăn á, bác ngồi bác ăn cơm á, nhưng mà hưng á, thì bác nhập vào trong cái tình vũ lực kia. Cho nên á, nếu mà mình cứ thầy bỏ cơm vào trong cái bát á, thì bác cứ tiếp tục bác ăn, mà hãy không bỏ lên vào bát cơm. Đây là một tình yêu cũ nói với thầy, chứ thầy thì không biết bác tình thần. Thầy bác tình thần trước đây là dạy những cuộc thông tin cho người tốt mà một tình yêu cũ của mình mà. Cho nên mình nhận biết, nhưng mà các vị nhận thấy là không. Cho nên cái này là bác ăn hoàn toàn tình. Ăn hoàn toàn tình mà ăn hoàn toàn vô tâm. Tại vì cái đầu của bác đó thì đang nghĩ về cái tăng nghiêm. Cho nên sau khi bác ăn xong rồi nữa thì bác lên lớp bác giảng. Thì trong lúc bác ăn đó là bác thọ trì cái tuổi thanh niên. Vì vậy mà bác lên lớp bác giảng thì bác cần bác ăn. Đây là cái trường hợp là bác ăn mà bác ăn được. Còn đi đứng thành hồn của bác ăn được thì đây là. Đó là trên cái bước từ tu ta bắt đầu đi vào thanh niên. Thì cái người sống ở trong thiền định, sống trong thiền định thì tùy theo cái pháp môn tu chúng ta mà hiện ra cảnh giới khác nhau, cảnh giới của thiền định. Thì ở trong kinh Pháp Hoa này là hiện ra cảnh giới gì? Ta gọi là vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa xứ định, vô lượng nghĩa. Tức là những người tu hành đạo Bồ Tát đó, tức là trong suốt một đời hành Bồ Tát đạo ta đó, ta làm được bao nhiêu việc, ta tiếp xúc được bao nhiêu người, ta cứu được bao nhiêu chúng sanh đó, thì khi chúng ta ở trong thiền định như cái này như tất cả những cái người tốt mà của chúng ta quan hệ của quá khứ, tất cả những người thực hiện ra trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta bắt đầu mở rộng tầng ra, mở rộng tầng ra, tất cả những người này tự nhiên cho nên tới cuối cùng cả vũ trụ, cả pháp giới này cũng vào trong lòng. Đây là một chuyện thân. Cho nên ngày xưa người ta tu chờ khi đắc đạo là không có cái này. Cho nên chúng ta nghe trong kinh nói những cái điều mà chúng ta khó có thể hiểu được, nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu được. Hiểu được tại vì ở trong kinh đó là trong các cực phi đầu sở đông xuất hiện trang nghiêm đủ ba khỏi người phương trần sát các đầu đông ta đều cảm nhận cái kinh tịch. Cho nên quý vị đọc một cái câu này, tức là trong một cái hạt bụi nhỏ như là cái đầu sở đông. Và ngày xưa trong Phật giáo chúng ta thường hay gọi là nghiệp. Cho nên một cái phi trần, một phi trần là kết hợp lại thành từ bảy cái tu mau trồng trần, từ bảy tu mau trồng trần một, và từ một cái tu mau trồng trần kết hợp từ bảy cái tu mau trồng trần, từ một cái tu mau trồng trần kết hợp từ bảy cái khố mau trồng trần, và một cái khố mau trồng trần còn từ bảy cái ngân trần. Cái này là gì? Tức là đem cái hạt bụi mình chia sẻ ra làm bảy lần, nó nhỏ đến bảy lần, nhưng mà nó nhỏ đến bảy lần một hạt bụi mà ở trong đó có khả năng cả ba đời các đức Phật trong đó điều hiện đó. Cho nên điều hiện các đức Phật điều hiện trong một hạt bụi đó,
trong một hạt bụi nhỏ như này mà bung nó ra đến cả pháp giới biểu hiện này. Thì đây là cái điều mà rất khó tin. Nhưng mà ngày nay đó, thì ngày nay mình dễ chấp nhận. Mình dễ chấp nhận là vì đó, các Phật tử có cho thầy một cái máy ghi âm mà rất nhỏ, cái máy rất nhỏ, nhưng mà bảo trong cái máy này đó, có thể chứa được trong khoảng 1.000 cái gì CD. Trong một cái máy có mình hai ngón tay thôi, nhưng mà chứa được 1.000 cái gì CD trong này, tất cả những cái âm thanh hình ảnh có đủ trong này hết cho mình. Cái thời Đức Phật thì chắc chắn ta có máy này đâu. Nhưng mà Đức Phật bằng cái tuệ nhãn, bằng cái Phật huệ thì nhìn nhận thấy họ đó. Trong một cái cực vi tức là nhỏ nhất, trong cực vi nhỏ như bằng đầu sợi lông thôi, mà ở trong đó nó đã xuất hiện ba lần cả Đức Phật. Cho nên cái chỗ này thì khi mà chúng ta nhận thì, vì vậy khi nhận được cái vô lượng thì siêu định này rồi đó, thì cả pháp giới hiện ra. Cho nên ở đây chúng ta từ địa ngục A Tỳ cho đến và trời sắc của chẳng, từ một cái thế giới mà không cực khổ đau cho đến một cái mà an lạc nhất ở trên cuộc đời, trời sắc của chẳng nó chịu nhiều trong trong pháp giới như vậy là biểu diễn ra hết ở trong tâm của một người mà khổ đau, một người mà đầy đủ ba cái chữ trên này. Cho nên bây giờ cái phần tâm này nè, nên là làm điều pháp. Điều pháp tức là cái pháp mà đi dịu thẳng tâm, khó có thể hiểu được, khó có thể cảm nhận được. Thế nói được, thế tất cả những cái này không thể nói được. Nhưng mà đó là chân lý, đó là sự thật. Thế đây là sự thật. Cho nên Đức Phật mới nhập cái vô lượng nghĩa sự định này. Khi mà Đức Phật nhập được cái vô lượng sự định này thì làm cho tất cả đại chúng được an lạc. Cho nên trên những bức tượng tu này, chứ còn nếu cái người mà họ thì kinh pháp hoa được là thọ trì cho thọ trì như thế này. Khi mà họ thì được kinh pháp hoa rồi nè, thì tất cả những người tới của họ đều được an lạc. Và từ cái chỗ họ ở cách năm do tuần này cũng được an lạc. Đây là thế là tại vì họ đạt cái thứ hai thì họ sống trong cái định vô lượng niệm xứ, cho nên nó tạo thành một cái cảnh giới. Mà cảnh giới này cho nên cho nên cái người tu theo kinh pháp hoa phải có những cái đặc tính mà người dùng nó. Vì vậy đó, khi ta đi tìm một hành giả pháp hoa, ta đi một cách nào, ta nghĩ tới người nào đó mà ta cảm thấy tai nạn, ta nhìn thấy người nào đó mà ta cảm thấy mình tai nạn, ta nghe một người nào đó nói mà ta cảm thấy tai nạn, thì chính cái tâm lúc đó ta biết đây là hành giả pháp hoa, ta có thể. Vì thân cận thì cái tâm chúng ta an lạc, thân cận thì cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Cho nên hai cái yếu tố chính là an lạc và thanh tịnh, cái đó là chúng ta có. Cho nên khi Đức Phật nhận cái vô lượng niệm sự định ấy, thì ta nói là trời mưa hoa mạng đà la và hoa mạng đà la. Cho nên hoa mạng đà la là tiêu biểu cho sự an lạc. Có một người tu theo kinh pháp hoa mà đúng nghĩa thế này ấy, thì làm cho cả thế giới an lạc, rồi đã làm cho cả thế giới thành tựu. Cho nên thế giới nó ồn ào như vậy đó, nhưng mà có một người tu theo kinh pháp hoa xuất hiện ở đâu thì chỗ đó trở thành trang nghiêm và thành tựu. Đây là cái đặc tính. Mà nếu không có cái đó thì chưa phải là. Cho nên chúng ta chỉ có cái tâm hướng về pháp hoa chứ chưa phải là thành tựu. Còn dù chúng ta có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp làm giả, cái này phát nguyện thôi chứ còn chưa làm được. Nếu ta làm được thì ta phải tạo được cái bộ công nghĩa. Tại vì cái vô lượng nghĩa Đức Phật nó có cái năng lực, người chưa phát tâm bồ đề thì làm cho họ phát tâm bồ đề. Khi họ thấy mình họ phát tâm, cái người mà tâm họ không an làm họ an, tức là họ thấy mình họ an. Họ đang đau khổ họ thấy mình họ an, họ đang buồn rầu mà thấy mình họ sẽ được an lạc. Đây là đặc tính của cái người mà thì chúng ta có những cái đặc tính như vậy. Thì như vậy cái kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa hai cái này kết hợp lại
ta gọi là hành trình phát tâm linh quan. Chân vô lượng nghĩa ta gọi là diệu pháp. Kinh vô lượng nghĩa ta gọi là liên quan. Cho nên họ trì kinh pháp quan có nghĩa là họ trì hai cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là liên quan thì phải có ba điểm như trên nói, và họ trì diệu pháp thì nó có cái đặc tính làm cho trời người được an lạc. Đó là điều. Và từ cái chỗ đó mà ta nhìn mình thấy, ta thấy suốt từ nhiều ra thì cho tới trời của mình, ta thấy biết rằng tất cả những cái sân tử luôn còn khổ não đó, ta thấy như vậy rồi mình thì chắc chắn là ta không bao giờ đi vào cái đường khổ. Tại vì chúng ta không nhận ra được, chúng ta cứ tưởng trời là đẹp, ta tưởng trời là đẹp, tất cả mọi việc nó rồi sẽ sáng, sẽ tốt. Ta tưởng như vậy nhưng mà trên thực tế không có. Tại vì chúng ta thấy rất là đẹp, chúng ta tưởng rất là đẹp, nhưng mà thực tế là chỉ có cái đẹp như chúng ta tưởng. Nhưng mà bây giờ đó, trong định chúng ta nhìn chúng ta thấy rồi, chúng sanh nó ở trong cái sanh tử luân hồi này, nó mới vừa là vua đây rồi nha, bữa sau đó chúng ta lại thấy nó bị đeo khổ, ta thấy nó. Thế nên mới vừa trước đó thì ông Sa-đa-bu sinh đến bao nhiêu lần, quay đủ biết bao nhiêu. Nhưng mà mấy năm sau thì ta thấy bước đầu hiểu một lần. Thế chúng ta thấy để tất cả mọi người trên cuộc đời họ giàu sang, họ sung sướng, nó đi tìm được cái đau khổ. Thế nhìn ta thấy rõ, khi mà chúng ta thấy rõ rồi nè, thấy cái đau khổ là cái hậu quả của giàu sang thì chắc chắn chẳng ra đâu rồi, chẳng ra tìm sống an lành. Đó là trên của chúng tôi. Còn những người mà không ngộ đạo này thì lúc đó thôi mất. Nhưng mà hãy cái khi hối hận ấy, thì cái chuyện nó đã qua. Thế nên thầy nghĩ nếu mà Saddam sẽ không biết đó, là làm tổng thống rồi sẽ bị treo cổ thì chắc nó không thật. Ai chịu làm như này? Đây là sự thật nhé. Nghĩ mình sẽ làm những cái này, sẽ làm những kia, sẽ làm những cái nào. Cho nên từ đó tha hồ tạo ra các tội ác. Và cái kết quả của mình thì mình rơi vào trong một cái khổ. Mà biết rồi là gì. Cho nên cái cố gợi của kinh thầy nhắc lại là bốn chữ diệu pháp và liên quan. Ta thọ trì, ta thọ trì bốn cái chữ này. Và ta thọ trì cái nghĩa lý sâu bên trong đó. Tâm hồn chúng ta thật trong sáng, thật bình ổn và cái cuộc sống chúng ta vẫn tốt đẹp, thì lúc bây giờ này, cái thế giới tốt đẹp sẽ hiện lên, tức là thế giới của chúng ta quan hệ. Nhưng mà khi chưa được tới chỗ này, chưa thấy chỗ này, thì từ ở trong cái chánh định mà Đức Phật trở lại đời thường, từ trong chánh định Đức Phật trở lại đời thường, thế là từ Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật tới tập viện. Nên Đức Phật chúng ta, nên Đức Phật có hai cuộc đời, một cái cuộc đời là sống trong thiền định và một cuộc đời sống trong xã hội. Đây là tên cuối cùng. Cuộc đời sống trong thiền định là thế giới của Phật, cuộc đời sống trong xã hội là thế giới của người. Từ ở trong thiền định tức là trong thế giới của siêu Phật, người ta gọi là thế giới của tự quan. Cho nên khi nhập định thì người ta hiểu ra. Nhưng mà khi xả định thì trở lại được. Tại vì sao? Khi Đức Phật nhập định thì chỉ tiếp xúc được với những người trong định thôi, còn những người trên cuộc đời này không biết. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm bảo rằng khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm thì tất cả mọi người trên ba kinh Hoa Nghiêm biết như vô định, có tai mà nghe, có mắt mà thấy. Tên Đức Phật biết trong thiền định là sao mà ai nghe ai thấy được? Và vì họ không nghe không thấy được mà Đức Phật muốn độ những người nghe và thấy được đó, cho nên Đức Phật phải mang cái con người vô, phải họ sanh ở thành cái ca thì nó mới phải họ để mang cái thân người đó là thái tử, rồi từ chỗ này tu hành các đạo ngộ
trước, chứ không phải mới cả. Thế chúng ta hiểu cái nghĩa ở trong kinh này. Tại do cái khái đó là một Phật sanh trở lại mang thân người, mang thân người thì trong cái cốt vở bên trong là ông Phật người, nhưng mà cái nói trong là Phật. Còn có những người là người nhưng mà cốt vở bên trong là quỷ, là quỷ, là ma. Thế chúng ta thấy đó. Thế có những người sanh ra trên cuộc đời này là cái tánh rất không khác, tự nhiên cái bản tánh của họ đó. Thì cái người này sanh ra để làm ác, nó không đúng thân đó. Đây là sự thật. Cho nên cái cốt ngoại bên trong con người chúng ta đây là ai cũng có cái phần cốt ở bên trong và cái phần thân ở bên ngoài. Thì Đức Phật đó, ở bên trong là phần mà bên ngoài là vị sa môn. Cho nên những người khác thấy là ở Đức Phật cũng là vị sa môn giống như người khác. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cảm hóa được nhiều người? Nó cảm hóa được. Tại vì ông Phật ở bên trong đó. Và những người nào có nhân duyên, có căn lành này, người ta nhìn, người ta thấy Đức Phật, người ta thấy Đức Phật nằm bên trong thế, cái Đức Phật.